Cuối cùng là về màu sắc. Đây không phải là cảm nhận của riêng Linh mà cả ekip đều nói là rất là thích cái cách thể hiện của chiếc TV này. Khi mà các bạn xem những bộ phim ở trên TV này á, chúng ta nhìn thấy màu sắc cũng như là độ tương phản của nó thì mang một phong cách rất là riêng biệt, rất là Sony luôn. Một chiếc Google TV mang đến một trải nghiệm giải trí nghe nhìn ở mức tốt, mức giá thì dễ tiếp cận và màn hình của nó lại không quá lớn nữa, thì Linh nghĩ là chiếc TV đến từ thương hiệu Sony trong video ngày hôm nay sẽ là một sự lựa chọn tối ưu nhất dành cho tất cả chúng ta. Chiếc TV mà ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu thì nó có mã là 43X75K thuộc dòng X75K. Đây là dòng khởi đầu cho dãy các sản phẩm Sony trong năm 2022, cho nên mức giá của nó thì khá là dễ tiếp cận. Nên Linh nghĩ là sẽ rất phù hợp cho những ai mà đang mong muốn có những trải nghiệm nghe nhìn cơ bản nhất từ Sony. Tuy nói là sản phẩm mở đầu thì có mức giá dễ tiếp cận, thế nhưng mà chiếc TV này cũng được trang bị đầy đủ các công nghệ để nâng cao chất lượng hình ảnh. Và đầu tiên chúng ta phải kể đến đó chính là bộ xử lý 4K X1. Đây cũng chính là trái tim của chiếc TV này. Bộ xử lý này thì có nhiệm vụ loại bỏ nhiễu, tăng cường chi tiết. Và ngoài ra thì bộ xử lý này còn có nhiệm vụ nâng cấp độ phân giải từ nguồn phát lên gần sát 4K để mọi trải nghiệm hình ảnh thì trở nên sắc nét hơn. Trong trải nghiệm thực tế, hình ảnh trên TV mang lại thì luôn sắc nét, chi tiết tách bạch rõ ràng. Dù chúng ta xem nội dung cũ hay là những bộ phim bom tấn xịn sò vừa ra mắt thì TV luôn thể hiện được thế mạnh đồng nhất, độ nhiễu thì luôn ở mức thấp nhất. Ngoài chi tiết hình ảnh thì các bạn còn có thể cảm nhận được chuyển động trên TV rất là mượt, và đây cũng là thế mạnh của những chiếc TV Sony. Công nghệ Motion Flow XR thì có khả năng bổ sung thêm những khung hình bị thiếu để các chuyển động diễn ra được mượt mà nhất. Khi mà xem những bộ phim hành động thì độ mượt ăn đứt trên rạp phim chỉ có từ 24 đến 30 fps và nó không quá giống như là đang xem phiên bản Blu-ray. Chính sự mượt mà này cho nên Linh đánh giá rất là cao về trải nghiệm hình ảnh. Độ mượt chuyển động mà càng cao thì càng mang đến cho mình một cái cảm giác rất là sống động, và khi mà đạt đủ ngưỡng cần thiết á, thì cảm nhận nó giống như là thực tế vậy các bạn. Các bạn sẽ đắm chìm vào thế giới nội dung. Còn với các môn thể thao khi xem trên TV thì cũng mượt mà và sống động hơn. Thế nhưng mà riêng xem đá banh á, thì Linh sẽ khuyên các bạn là nên tắt cái tính năng này, bởi vì mọi chuyển động của cầu thủ này, của khán giả hay là của trọng tài thì đều mượt hết, trừ trái banh. Có vẻ như là Sony không có dự đoán trước được quỹ đạo của bóng, cho nên có cảm giác là banh di chuyển bị giật, không có mượt bằng các chuyển động của mọi thứ khác, cho nên lúc xem thì sẽ hơi khó chịu. Cuối cùng là về màu sắc. Đây không phải là cảm nhận của riêng Linh mà cả ekip đều nói là rất là thích cái cách thể hiện của chiếc TV này. Khi mà các bạn xem những bộ phim ở trên TV này á, chúng ta nhìn thấy màu sắc cũng như là độ tương phản của nó thì mang một phong cách rất là riêng biệt, rất là Sony luôn. Hình ảnh cho ra thì luôn đạt được sự trong trẻo cần thiết, cho nên khi mà xem thì rất là thích mắt. Và ngoài ra khi xem phim thì mình cũng khuyên các bạn là chúng ta nên mở chế độ cinema ha. Tại vì với kinh nghiệm từ một nhà làm phim thì trải nghiệm xem phim mang lại không có gì phải bàn cãi hết. Tuy nhiên lúc này thì độ sáng của TV sẽ giảm xuống. Với Sony thì trải nghiệm xem phim tốt nhất là khi mà xem trong phòng tối, cho nên Linh tạm xem đây là một hạn chế nhỏ. Nếu như mà các bạn có đủ khả năng đầu tư một phòng xem phim thì hoàn toàn giải quyết được vấn đề này. Công nghệ HDR trên TV hỗ trợ các định dạng HDR phổ biến, cho nên thưởng thức các nội dung có hỗ trợ HDR sẽ nâng cao tối đa độ tương phản. Độ đen thì thể hiện ở mức khá, không có quá sâu, tuy nhiên vẫn đủ để thể hiện các cảnh tối một cách rõ ràng và tách bạch. Trải nghiệm hình ảnh đã quá tốt rồi, và trải nghiệm âm thanh trên X75K thì cũng rất là tốt luôn. Công suất loa 20W khá là lớn với một chiếc TV 43 inch, âm lượng tối đa thì vẫn không có bị rè, độ lớn thì khá to, chất âm cũng chi tiết nữa. Dải âm trầm tái hiện cũng rất tốt và dải âm trap thì không có bị rè. Công nghệ S-Master Digital Amplifier còn xử lý để loại bỏ được tiếng ồn và độ nhiễu đến mức tối đa rồi mới phát ra loa ngoài. Nhờ đó mà âm thanh nghe được trở nên tự nhiên hơn. So với một chiếc TV thì hệ thống loa này đã làm khá là tốt rồi. Tuy nhiên nếu như mà các bạn cần một chất lượng âm thanh cao cấp hơn để mang đến một trải nghiệm ở mức cao hơn thì chúng ta nên đầu tư thêm loa ngoài. Đặc biệt là sau 3 thì lại càng hợp lý ha. Sau
trong phần quan trọng nhất của TV đó chính là trải nghiệm nghe nhìn. Thế nhưng mà đó chưa phải là tất cả đối với một chiếc TV hiện tại đâu các bạn. Tại vì bây giờ thì người dùng đã ngày càng có nhiều nhu cầu hơn nữa về các tính năng tiện ích rồi. Ví dụ như là TV thì cũng phải tối ưu hóa theo thói quen của người dùng, hay là có thể ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt. Thì tất cả những cái đó nó đều có trên một chiếc Google TV. Ở giao diện trang chủ thì TV sẽ hiển thị tất cả nội dung mà mình đang theo dõi, không cần phải vào ứng dụng rồi tìm kiếm, như vậy tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Tương tự thì trợ lý ảo Google Assistant tiếng Việt nhận biết chính xác giọng nói ba miền, mọi người có thể thao tác nhanh hơn. Dù gì thì nói lúc nào nó cũng nhanh hơn là mình nhập bằng remote chứ ha. Và các bạn cũng có thể truyền hình ảnh từ điện thoại lên TV bằng AirPlay 2 hoặc là Chromecast. Mọi thao tác các bạn thực hiện trên TV thì cũng mang đến một sự mượt mà. Chi tiết này thì tuy nhỏ thôi, ít quan trọng, thế nhưng mà việc sử dụng hàng ngày cũng trở nên thoải mái, dễ chịu hơn, đúng với cái gọi là hưởng thụ giải trí đúng nghĩa. Ngoại hình của chiếc TV này thì nó cũng không quá khác biệt so với các thế hệ trước, cho nên chúng ta cũng nói nhanh qua thôi. Điểm cộng là viền màn hình của TV khá là mỏng, vừa tạo nên một sự sang trọng, vừa giúp cho người xem tập trung hơn vào TV. Chân đế chữ V đồng màu với TV khá là tinh tế, tổng thể mang được một nét cao cấp, cho nên sẽ phù hợp cho các không gian yêu cầu cao về tính thẩm mỹ. Vậy thì chiếc TV này nó sẽ phù hợp dành cho ai? Đây là một chiếc Google TV mà sẽ mang đến cho chúng ta một chất lượng hình ảnh và âm thanh khá là tốt nhờ vào các công nghệ nền tảng được trang bị, và đặc biệt là mức giá của nó khá là dễ tiếp cận, nên Linh nghĩ là sẽ đáp ứng được các yêu cầu trải nghiệm nghe nhìn ở mức cơ bản. Ngoài ra, các bạn có thể thấy là kích thước màn hình của nó ở mức vừa phải thôi, cho nên TV sẽ rất là phù hợp để chúng ta đặt ở trong những không gian phòng khách mà không quá to, không quá rộng, hay là mình có thể đặt nó ở trong phòng ngủ để giải trí sau một ngày dài làm việc cũng được nữa. Các bạn nào mà đang cần tìm một chiếc TV như thế này á, thì chúng ta có thể click vào đường link ở bên dưới phần mô tả để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là giá bán của chiếc TV này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video. Nếu như mà chúng ta thấy hay và hữu ích thì hãy like và subscribe kênh để ủng hộ cho cả ekip của Điện Máy Xanh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!